Ok chào mọi người. Thì hiện tại em đang trên đường đi phát quà cho mọi người. Phát quà đầu năm. Lâu lắm rồi em mới tổ chức lại cái hoạt động này. Vẫn là những khung cảnh quen thuộc. Núi, rừng. Cũng chắc cũng hơn một năm rồi ấy, em mới lại đi lại cái hoạt động như thế này đấy. Thì địa điểm vẫn là Trà Bồng, một cái khu vực miền núi hẻo lánh của tỉnh Quảng Ngãi. Thì địa điểm này thì dường như là năm nào thì cứ mỗi lần tổ chức là em cũng đều lên trên này cả. Tại vì ở trên này đấy, người theo em cảm thấy là người đồng bào ở trên này người ta sống thật sự là rất là thiếu thốn so với những cái khu vực khác. Nên là em không hiểu sao em lại có rất có ấn tượng với người đồng bào trên này. Đấy. Thì đang trong cái mùa dịch Covid mọi người ạ. Thì lần này đấy thì em sẽ không phát một cách nó đại trà như những lần trước. Như là đấy thì vẫn sẽ là hộ nghèo, vẫn sẽ là những cái hộ thật sự khó khăn. Nhưng mà lần này em sẽ phát tặng cho những người đang bị Covid, đang bị Covid và cách ly tại nhà. Đấy, thì cái chuyến đi này thì cũng sợ lắm nha mọi người. Em cũng sợ Covid lắm. Đây, núi rừng. Mọi người xem thử nha. Núi rừng Trà Bồng, Quảng Ngãi. Mọi người về nói về Quảng Ngãi, nói về Trà Bồng thì mọi người hay nhắc tới Quế, mọi người, hương Quế Trà Bồng ấy. Và cái khu Trà Bồng này nổi tiếng đặc sản là quế, người ta trồng quế rất là nhiều. Hương quế ở trên này nó cho ra cái chất lượng rất là tốt. Em thì thích chỉ thích trầm hương thôi chứ em không thích quế. Rồi ok, hẹn mà ok. Chắc khoảng một tiếng nữa sẽ tới nơi. Đường thì lúc này đang rất là mướt nhưng mà lát nữa lên trên kia đấy thì sẽ rất là khó đi. Hiện tại thì mới tới được cái khu vực của Trà Bồng. Trời mưa. Đường xá bắt đầu khó đi rồi, mệt quá. Lên trên này là khoảng 50 cây số nữa là sẽ tới đây. Thôi tiếp tục hành trình thôi. Vì bà con thân yêu của mình. Phải không? Phải không? Nick thầy sáng Trà Bồng giúp em mua đi thầy gì thầy sáng Trà Bồng không em nghe sao là mít non gửi xuống mà có chuồng thì gửi lên à mít non gửi xuống mà có chuồng thì gửi lên à bệnh à, đây là một cái nhà có một đứa bé nó bị F0 nha. Bị F0 của Covid ấy. Đi đi đi. Đang bị F0. Trời, F0 sao đứng gần vậy? Rồi rồi không quan tâm đâu. Hả? Vừa hoàn thành cách ly 14 ngày á. Nghĩa là nó đã làm cái bệnh luôn rồi. Đúng rồi, phải rồi. Không, rồi. Là hoàn cảnh bé đây là nó đang ở nhờ với gì, không có nhà ở. Ở với mẹ và bố dượng. Dạ. Mà, mẹ thì đi làm rồi, giờ nó ở nhờ dưới đây thôi chứ không có nhà cửa. Dạ. Nên ở tạm dưới đây. Nó máy điều trị F0 sao. Mọi giờ hết chưa? Dương ta âm tính chưa? Hôm nay ở với gì rồi mà. À, âm tính luôn rồi. Rồi ok thôi. À chú coi quà cỡ con nha. Đây chú bưng vào nhau. Không phải là kỳ thị gì. Dạ.
không phải là kỳ thị gì nhưng mà cũng an toàn chút. Dạ rồi. Rồi, ok, cảm ơn con nha. Nơi lớp 6. Dạ. Rồi, cháu giữ gìn sức khỏe, mau khỏe. Đi học lại bình thường. Không. Rồi, em đo lên chị. Dạ. Đó là hoàn cảnh của một đứa bé bị F0, nhưng mà nó đã hoàn thành cách ly và đã âm tính rồi. Nên cũng không sao chứ thật sự. Thấy F0 rất là sợ nha mọi người. Tiếp tục là vô một nhà của một hoàn cảnh khác cũng đang là F0 điều trị tại nhà. Này là em chọn đi từng nhà nha cho nó an toàn chứ không có tập trung người ta lại nhận, để giữ an toàn cho mọi người. Cho là mẹ hầu như là mẹ lấy chồng đẻ ra nhiều con rồi cũng ly dị. Dạ. Giờ con không phải ăn uống hết gì mà gửi chồng bà ngoại đây. À. Là như diễn viên vậy. Lắm. Ai con cu đấy à? À đẹp trai như diễn viên à? Dạ ngon nha. Là hiện tại đây là nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoại. Mẹ đi làm xa nên mới đi nhỏ. Dạ. Yeah. Đây con. Bưng cho em. Mở con trai mình cho xem chú ông đẹp quá mừng rồi. Ông nó đang F0 mà. Thế vậy? Không ấy giữ an toàn cho mọi người thôi, cho gia đình mình nữa thôi chứ không sợ. Cái gì nữa? Cô này à? Đó, em đó. Đây à? Ồ, đẹp trai như diễn viên nha. Ồ, anh có giấy tới dạ. Nha. Gửi em ít quà thôi. Quà mọn thôi nha. Dạ. Dạ. Rồi, thôi em chào em nha. Cho nó khỏe nghe không? À âm tính chưa? Dạ, âm tính rồi. Âm tính rồi, chắc là bất tử luôn rồi đấy. Đẹp bất tử luôn rồi. Rồi, ok thôi chào gia đình nha. Còn đi nhiều điểm nữa. Dạ. Đi phát quà cho những cái hộ F0 mọi người. Sợ lắm nha mọi người. Nhưng cũng nhưng mà người ta đã âm tính rồi, hiện tại giờ chỉ đang cách ly thêm để theo dõi thôi. Thì để cho an toàn thì em phải đi tới tận nhà đấy để mình trao như vậy cho nó không có tập trung ấy, em không có tập trung người ta lại để cho nó bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, tránh lây chéo mọi người. Làm gì được không chị? Gì? Dịch này cái đi làm gì được không? Chị ở miết nhà mà. Ở miết cái nhà. Dạ. Chị hiện tại nhà mấy người chị? Chị ở một mình. Ở một mình hả? À? Đây là căn nhà của chị. Chị tên gì nha? Chị tên gì? Chị tên cái tên của mình đấy. Linh. Hồ Thị Linh. Hồ Thị Linh à? À chị Linh. Đây là cái nhà của chị Linh nha. Ở quận Trà Bồng. Sân này sân gì nhỉ? Trà Sơn đúng không? Đây là ngôi nhà của chị Linh, đây cho anh mượn camera cái. Đây là ngôi nhà của chị Linh. Cũng là một thuộc hộ nghèo, rất là nghèo của huyện Trà Bồng. Dịch giả này thì chị làm công việc gì chị? Chị nông. Hả? Làm nông à? Làm keo phải không? Hả? Đi làm âm. Dạ. Chị này chị làm công làm keo được người lột bỏ keo rồi đấy. Dịch này được người ta cũng không thê nên là cũng ở nhà không có việc làm ấy. Thôi dịch giả thì Tết nữa tụi em cũng lên thăm có xíu quà rồi, tặng chị nha. Chị cảm ơn các em nha. Dạ rồi. Thôi bây giờ tụi em đi những gia đình khác nha. Trời ơi đi được không? Cái nhà này mà em. À, nhà này sao? Chồng đi làm, đi vô trong Nam làm cà phê thuê cho người ta đó. Dạ. Vô đó cái bệnh chết luôn trong đó luôn. À, lâu chưa? Lâu rồi. À. Bây giờ còn là mẹ với lại ba đứa con nhỏ chứ. À. Đó, nhà đó. Rồi giờ một mình chị này chứ nuôi ba đứa nhỏ à? Ờ. Bữa đi gì em có cái chỗ nằm luôn á. À. Cái ông chủ đó ông tội nghiệp ông mua hồn luôn chạy về đây chứ ông dạ. Khổ luôn đó.
Rồi giờ hiện tại làm gì, nuôi mấy đứa nhỏ gì? Làm bậy bạ à? Là đi làm thuê gặp đâu làm đó. Anh Nghĩa ơi, cho mượn 500 anh Nghĩa. Đụng cái gì làm cái đó đó. Cho mượn 500 nghìn. Làm bậy bạ phải không? Thôi, cũng đầu năm. Với lại mùa dịch nè, rồi em tới chơi. Rồi có ít quà gửi chị nha. Với lại là cái này là em gửi chị cho mấy đứa nhỏ mua thứ gì sách vở cho nó học nha. Dạ nghe. Gia đình là có bị F0 không? Không. À, đây không có. À đây là không có F0, chỉ là hộ nghèo thôi. Dạ. Yeah. Thôi cái gì đó là đây là trước mắt thôi, Tết rồi Tết âm ấy, em lên thăm lại lần nữa. Rồi cái gì đó là sẽ tới thăm chị tiếp nha. Còn trước mắt bây giờ tụi em phải đi những cái gia đình khác rồi nha. Thôi cảm ơn chị nhiều nha. Núi rừng Trà Bồng mọi người, đường vào nhà người ta đấy là phải đi lên dốc như thế này, rất là khó đi. Đi không cẩn thận là té dập mặt luôn ấy. Đi không cẩn thận là té dập mặt cái giống đùa đâu. Cây quế à? Quế âm cái khu vực này chưa có quế. Neo đơn. Neo đơn à? Bà tên gì? Hồ Thị Thủy. Hồ Thị Thủy. Cũng chị Thủy ơi. Chị. Cô mà bắt cái chị Thủy. Kệ kêu chị cho nó trẻ giờ. Ờ mà con cháu đâu sợ neo đơn. Có ai nó thì nó ra đâu. Riêng hết rồi. Nó có gia đình nên nó ra. À là ra riêng hết rồi mà nó mình nhồng mình. Nó quá, nó đâu có cõng gánh gì cho mẹ nó cho nổi. Rồi hiện tại bà làm công việc gì để sinh sống? Nó đi làm. Ý là bà đấy, bà chị Thủy nè. Chị Thủy làm công việc gì để sinh sống? Công việc đi làm kiếm từng hộp gạo. À, đi làm kiếm từng hộp gạo đứa nhỏ ăn. Mới bón con mèo lắm đó. Mèo đen. Mèo đen hả? Bón con mèo đen lấy gì? Thôi, thấy đầu năm không có gì hết, sẵn mùa dịch đi ai cũng khó khăn. Con cũng có ít quà nhỏ nha, gửi bà nha. Cảm ơn các cháu nha. Cảm ơn các cháu. Rồi thôi giờ tụi con phải đi những cái nhà khác nữa nha. Rồi ê, cái trái này trái gì nhờ? Sống mà nó chín nữa đâu còn những cây đâu. Rồi, nó chín nữa không còn những cây rồi. Đi vào từng ngõ gõ cửa từng nhà. Gia đình có F0 không? Không, không F0 à. Đấy thì có quà gửi chị ăn tới nha. Dạ, cảm ơn nha. Ông đó là chị. Dạ, ông ở bên kia. Dạ. Chị mới đi làm rẫy gì à? Dạ, mới đi làm cây rũ, cây rũ gì. Thôi, vậy thôi. Dạ. Đơn giản vậy thôi nha. Cảm ơn nha. Chúc sức khỏe chị nha. Dạ. Cây này là cây quế hả? Ừ. Thơm không? Để nó đi cầm đi xe thơm. Này, để đúng nó. Cây này quế không? Ừ, cây quế này. Dạ. Trời. Đấy bự. Thơm, ừ, thơm lắm mọi người ơi. Ừ, ngon lắm. Ngon. Ừ. Cái này là ăn tận rừng luôn nha mọi người. Ngon nha. Ngon quá không? Nó ăn này ấm lắm nha mọi người. Lạnh lạnh trời mưa lạnh ăn này ấm lắm. Người ăn tận rừng. Ăn là ăn nguyên chất luôn ấy, ăn tại vườn luôn ấy. Tại vì đây là cái khu vực miền núi với nhau người, đây là để đi vào được tận những cái nhà mà nó thật sự khó khăn ấy, là phải leo đèo leo dốc rất là khổ. Mà bình thường ấy thì trời nắng ấy thì tụi em sẽ đi xe máy cho nó di chuyển dễ hơn, nhưng mà do trời mưa đấy mọi người nên là bắt buộc phải đi ô tô, vừa vận chuyển vừa được do và vừa khỏi bị ướt đấy, nên là cái vấn đề di chuyển vào từng nhà đấy nó rất là khó khăn. Cũng hay là có những chị em cán bộ địa phương này đấy, người ta đi theo, người ta hỗ trợ rất là nhiệt tình nên là mới được như vậy. Chứ không thật sự người để mà tự đi thì chắc không biết đi như thế nào cả. Thứ nhất là đường xá nó phức tạp, thứ hai nữa là những hoàn cảnh này đấy, là mình ở xa mình tới đấy, mình không có biết được là ai là thật sự đang cần, những ai là thật sự mới là những người cần thiết đấy. Nói chung là rất là cảm ơn chị Nhu và một chị đấy của huyện Trà Bồng làm bên ban tuyên giáo của huyện Trà Bồng đã đi theo hỗ trợ rất là nhiều, rất là nhiệt tình. Đây là cái suất quà cuối cùng
Tổng cộng là 10 suất, mỗi suất trị giá khoảng là 5-700 nghìn gì đó, em cũng không đếm không rõ nữa. Và đây là cái nhà cuối cùng. Trời, bắt đầu nắng lên rồi nha mọi người, hết mưa rồi. À, chú này bị thần kinh. Ta biến, vợ đây tay biến, còn đây là bị thần kinh. Vợ. Vợ, à, hai vợ chồng à. Nhưng mà vẫn còn minh mẫn chưa? Cũng được. Cũng tầm tội mấy chứ, không ra gì đâu. Vẫn minh mẫn. Nhà đây là làm gì anh? Nhà đây làm gì hồi mưu sinh? Nói chung là hồi năm đó rồi bị không tài trợ nhà nước tài trợ ít chơi. À, có con cái gì không anh? Có, đi làm sao hậu quả đi không có. Nhà không, nhà tài sản. Mọi người vào tài sản nhà này rất là dễ sợ nha mọi người. Cho con vô xíu được không? À, đây là gia tài gia chú, đây tên gì nha? Hả? Cái gì chị? Huy à? Huy à, Hồ Quốc Huy. Đây là nhà của chú Hồ Quốc Huy ở huyện Trà Bồng, huyện miền núi Trà Bồng. Chú là người đồng bào nha, chú là người dân tộc, mình dân tộc ED phải không chú? Co. Chú là người đồng bào Co nha. Đây là cái ngôi nhà của chú. Tài sản rất là xịn. Ở thoáng mát. Thật sự mọi người, mình có hay than khóc chứ thật sự mọi người có thể thấy được rằng sẽ có rất là nhiều người ta, mọi người có thể nhìn thấy là đây tài sản của họ. Em thấy có cái này là giá trị nhất này. Nhưng mà cũng bị rách rồi. Đấy, mình có hay than khóc là sao cuộc sống nó éo le thế này thế nọ. Nhưng rồi mọi người phải biết rằng ấy là có biết bao nhiêu người ta mình là mình nghèo rớt mồng tơi đúng không ạ, mà có nhiều người ta không có mồng tơi để người ta rớt luôn ấy. Thật sự người cái nhìn thấy còn mồng tơi nào nữa không ạ? Đấy, nên là có đó lý do tại sao em rất là thích đi như thế này, vừa là để mình chia sẻ một chút gì đó mà mình nhận được của cuộc sống tới những người khác, vừa là để mình trải nghiệm, mình chứng kiến, mình thấy được rằng ấy trong cuộc sống nó có rất là nhiều cái mà thật sự đối với bản thân mình thì mình nghĩ nó là dễ sợ thì nọ, khó vượt qua đúng không, nhưng mà thực tế là có rất nhiều người ta có những hoàn cảnh của rất nhiều người ta còn khổ hơn mình rất gấp trăm lần nữa. Nên là mình đi mình nhìn trực thực tế như vậy đấy thì mình mới thấy được rằng hay là nó đối với cái chuyện của mình nó chả là gì cả. Đấy, mình có động lực hơn mình sống. Rồi kết thúc cái buổi cái chuyến đi trao quà mùa dịch nhân dịp đầu năm cũng không có gì hết. Cũng cảm ơn tất cả những khách hàng của em nha, mọi người đã ủng hộ thằng em để cho thằng em có điều kiện thay đổi cuộc sống của mình, cũng như là thằng em có điều kiện để đi giúp đỡ những người khác. Và em dùng những đồng tiền của mọi người đấy, mọi người mua những sản phẩm của em dùng những đồng tiền của mọi người tiếp tục nhân bản nó ra, truyền cái giá trị đi cho người khác. Và em hay nói câu là tiền của mọi người vẫn mất đi nhưng mà những giá trị nó thì vẫn luôn luôn còn mãi. Vậy nha, chào năm 2021, chào đón một năm 2022 thật nhiều thành công.